Xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu của chuyên mục Lick Plus trong chương trình Music Plus được phát sóng trên kênh Ca Cộng Nhịp Sống. Các bạn thân mến, trong những năm vừa qua thì chúng ta có rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc ra đời. Bên cạnh đó thì còn có sự ra mắt của rất nhiều ca sĩ mới nữa. Họ là những người đến từ những ngành nghề rất là khác nhau. Tuy nhiên thì có chung một niềm đam mê, đó chính là âm nhạc, và họ đã gặp nhau tại một điểm dừng nhất định. Ở cuộc thi tiếng hát truyền hình thì chúng ta có những gương mặt rất là nổi tiếng hiện nay như là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Đoan Trang. Ở cuộc thi Việt Nam Idol thì chúng ta có Phương Vi, Văn Mai Hương, Uyên Linh, Thảo Trang. Còn năm 2012 thì một cái cuộc thi rất là đình đám, đó chính là Giọng Hát Việt, The Voice, đã cho ra mắt rất là nhiều ca sĩ trẻ. Tuy nhiên họ có rất là nhiều nội lực, những cái tố chất nhất định. Trong số đó thì phải kể đến như là Đinh Hương, Hương Tràm, Thái Trinh, rồi Đồng Lan. Và bên cạnh đó thì Yumi đang muốn nhắc đến một giọng hát đầy nội lực và còn có một chút xíu sự ma mị trong đó nữa, đó chính là anh chàng ca sĩ Trúc Nhân. Ngay bây giờ thì My đã có mặt tại phòng thu Amazing South, là một địa chỉ rất là quen thuộc rồi, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp lại Trúc Nhân tại đây để có một cuộc nói chuyện ngẫu hứng cùng với anh chàng ca sĩ dễ thương này nhé. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt nhưng vỡ nát khi yêu thương ngày đã khô. Vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. Chào nhân. Hi, Yumi. Thu xong rồi đúng không? Vừa mới canh là thu xong là chạy vô liền luôn. Hôm nay My đến đây cùng với chuyên mục Lick Plus ở trên kênh truyền hình Ca Cộng á, thì nó là một cái chương trình âm nhạc thôi. Thì rất là muốn nói chuyện với Nhân nhưng mà không có báo trước cho Nhân đâu. Hôm nay là đột kích đi vô đây gặp Nhân. Không biết là bây giờ bạn có sẵn lòng ngồi xuống với My một chút không để chúng ta nói chuyện. Ok. Các bạn thân mến, hiện nay thì Yumi và ca sĩ Trúc Nhân đã có mặt tại phòng thu của nhạc sĩ Hoàng Anh. Amazing Sound quả là một phòng thu rất là quen thuộc rồi, bởi vì tại nơi đây thì Yumi đã liệt được rất là nhiều những ca khúc hay để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện rất là ngẫu hứng cùng với Trúc Nhân nhé. Chào Nhân, bạn có khỏe không? Không bao giờ khỏe như bây giờ. Có nghĩa là bạn đang đầy đủ tự tin để chuẩn bị trả lời một cái cuộc talk show rất là dài đúng không? Đã chuẩn bị rất sẵn sàng và Nhân không sợ bất cứ gì cả. Câu hỏi đầu tiên dành cho Nhân ấy, thì chắc là My hỏi Nhân là sau những cái tập của The Voice, sau một cái cuộc thi khá là dài như thế, thì bạn có sẵn sàng để trở thành một ca sĩ chưa? Tất cả mọi thứ đối với Nhân bây giờ chỉ là một sự khởi đầu thôi. Nhân đã được chị Thu Minh dạy bảo rất là nhiều thứ. Và ngay chính người sư phụ đó của Nhân đã truyền cho Nhân rất là nhiều kinh nghiệm khi mà chị bước vào nghề. Không thể nào mà mình bỏ cuộc trong khi mình còn quá trẻ như vậy. Cho nên là Nhân sẽ cố gắng tiếp tục để mà trau dồi thêm kinh nghiệm và trau dồi thêm năng lực của mình để mà có thể cống hiến cho khán giả nhiều hơn. Tuy nhiên thì sau khi mà trải qua mỗi cuộc thi dài như vậy đó, thì mình cũng có một số vốn liếng cố định nhất định rồi. Bạn nghĩ là bây giờ khán giả có thể gọi bạn với cái tên là ca sĩ Trúc Nhân chưa? Thêm hai chữ nghiệp dư vào đằng sau cho Nhân. Tại vì Nhân chưa dám nhận mình là ca sĩ chuyên nghiệp. Là một người rất là ngoại đạo, tại vì từ trước đến giờ Nhân chưa được đào tạo một cách bài bản và Nhân chưa được học kỹ lưỡng từng nốt nhạc, từng gam này kia, là Nhân không biết những cái điều đó. Nhân sẽ chắc chắn đi học thanh nhạc thêm và sẽ học thêm những cái gì mà có thể liên quan đến cái việc mà mình có thể đứng trên sân khấu và mình làm cho mọi người ở dưới có thể relax được với lại những cái sản phẩm của mình. Vâng, có thể nói những cái thí sinh ở trong cuộc thi The Voice á, họ có một cái ưu điểm là họ có một cái base, một cái nền tảng rất là giống nhau từ những cái bậc thang đầu tiên bước đi. Vậy thì cái điều đó nó cũng đồng nghĩa với việc rất là khó để chúng ta có thể cho khán giả thấy được cái sự nổi bật của mình. Như vậy thì với Nhân thì Nhân sẽ thể hiện mình như thế nào để có được một phong cách riêng? Những ca sĩ là những thí sinh bước ra khỏi cuộc thi. Nhưng thấy đúng một người đến mãi bây giờ mà anh vẫn giữ được tên tuổi và có một sự thành công nhất định. Đó là ca sĩ Tùng Dương. Một người anh mà một người ca sĩ mà Nhân rất là ngưỡng mộ. Đó là một tấm gương để mà cho Nhân noi theo.
khi mà anh Dương thể hiện những cái phong cách quái quái như thế thì cũng có ý kiến cùng chiều và cũng có những ý kiến trái chiều. Nhưng mà cho mãi đến bây giờ thì anh vẫn giữ được cá tính của mình. Và anh đã khẳng định được tên tuổi của anh. Bằng chứng là trong năm nay anh đã nhận rất là nhiều giải thưởng và những cái show nhạc của anh Nhân đã có dịp đi coi. Và rất rất là nhiều xúc cảm khi mà lắng nghe những cái âm nhạc mà có cá tính như vậy. Thì Nhân nghĩ một người ca sĩ điều quan trọng nhất đó là cá tính âm nhạc của mình. Mình không được giống ai, mình không được làm những cái điều gì mà nó đã từng có người khác làm rồi. Và mình phải luôn luôn sáng tạo và luôn luôn khai thác bản thân mình. Thì Nhân nghĩ lúc đó thì mình mới có cái chỗ đứng ở trong làng showbiz được. Tất cả mọi thí sinh đều có một chỗ đứng giống nhau từ khi ở trong cuộc thi hay là bước ra ngoài cuộc thi. Nhưng đối với Nhân điều đó không quan trọng. Nhân quan trọng là mình bước đi như thế nào và mình làm được gì sau cuộc thi. Tại vì cuộc thi nó giống như là một cái bệ phóng và là một cái nơi để mà mình xuất phát. Nhưng mình phải đặt cái đích cho mình đi đến. Thực ra thì mọi người cũng như là khán giả đó, họ nhớ đến Nhân, họ yêu mến Nhân là từ khi mà họ thấy Nhân thể hiện rất là rõ phong cách của mình. Khi mà Nhân thể hiện những cái bài hát như là Blue Cha nè, rồi âm nhạc dân gian đương đại. Rồi hồi nãy theo Nhân chia sẻ nữa thì My lại nghĩ rằng không biết là Nhân có phải Nhân rất là thích anh Tùng Dương và Nhân nghĩ là mình sẽ đi theo một con đường giống như là cái cách học hỏi từ anh ấy vậy. Còn hỏi khó nha. Khó mới hỏi chứ. Thì từ khi mà đến với cuộc thi này thì những cái điều mà mọi người thấy Nhân ở những vòng gần đây là một trong những cá tính âm nhạc của Nhân. Chứ không phải là Nhân cố gắng để thay đổi mình vào những vòng sau để cho đột phá lên hay là như thế nào đó. Khi mà đến với vòng Blind Audition là vòng đầu tiên thì Nhân đã chọn một ca khúc khá là có tiết tấu và có sự sôi động ở trong đó. Đó là ca khúc Mercy của ca sĩ Duffy. Đây là một ca khúc sôi động mà nó cũng có những sự tinh quái ở trong đó về cách dằn, rồi cách nhả chữ, ví dụ như là yes I do đó. Nhưng thích, Nhân rất là thích những cái điểm nhấn nhá như vậy. Nói Nhân giống anh Tùng Dương thì Nhân đã xem xét kỹ lại rồi và Nhân cảm thấy những cái điều mà Nhân thể hiện trên sân khấu, ví dụ như những nốt giả thanh hoặc là những cái gằn giọng sâu hoặc là những cái hát mà nó hơi nhí nhảnh một tí thì anh Tùng Dương chưa bao giờ làm cả. Tại vì khi mà nhắc đến chữ quái, ca sĩ Việt Nam có ai? Một mình anh Tùng Dương thôi. Cho nên là cái chuyện mà Nhân bị so sánh, không phải Nhân bị mà là Nhân được so sánh với anh Tùng Dương là một cái lẽ rất là đương nhiên. Và Nhân sẽ không có bất cứ một điều nào gọi là bất ngờ cả. Tại vì Nhân còn rất là trẻ, cho nên là cái chuyện mà thể hiện bản thân mình cho mọi người biết được cái cá tính riêng của mình và con đường âm nhạc riêng của mình là còn rất là dài. Cho nên Nhân không ngại bất cứ điều gì cả. Khi mà chọn cho mình cái phong cách âm nhạc như thế đó, thì Nhân có bị khó chọn bài hát cho mình không? Về cái việc chọn bài là một cái chuyện mà vất vả và gây tranh cãi cho Nhân và chị Thu Minh rất là nhiều. Nhân còn nhớ như in cái vòng live show mà Nhân hát ca khúc Thu Cạn. Ôi trời ơi, nó là một tuần khủng khiếp đối với Nhân. Tại vì khi mà Nhân chọn ca khúc Thu Cạn thì chị Thu Minh mới gọi điện thoại cho Nhân nói là: "Này em, cái bài đấy nhiều thí sinh thi quá rồi. Với lại bài đấy là nữ hát mà, em có nhắm là em hát được hay là không?" Lúc đó Nhân mới mắc cười quá mà Nhân nói lại với chị là: "Chị cứ để cho em hát đi, cho dù có ngừng lại cũng được, miễn sao là em được thể hiện cá tính âm nhạc trong em." Thì giờ chị Minh mới ok, em hát đi. Vậy là tập luyện. Cái thời gian tập nó cũng khá là ít. Và Nhân đã biến nó thành một cái phiên bản của riêng Nhân. Cho nên ở những cái chuyện mà mình bẻ nốt chỗ nào hay là mình feel chỗ nào đó phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Và thật sự bài hát Thu Cạn đã mang đến cho Nhân một cái điều bất ngờ rất là lớn. Đó là tình cảm của mọi người dành cho Nhân nhiều quá. Sung sướng lắm, không biết nói gì. Và đồng thời nó cũng là một cái áp lực rất là lớn đối với Nhân. Vậy thì ngay bây giờ chắc là Nhân phải dành thêm một sự bất ngờ nữa cho tất cả các bạn khán giả xem đài. Đó chính là hát một đoạn trong ca khúc này. Và sau đây Nhân xin được thể hiện một đoạn trong ca khúc Thu Cạn. Không còn gì cho nhau, em thả chiếc lá khô rơi, rơi trong chiều đầy gió. Gió không còn gì cho nhau, quán cà phê đàn dương cầm buông, những điều buồn da diết đắng cả những viên đường. 1, 2, 3, 4 chiếc lá
Gửi vào buổi chiều đầy gió, chiếc lá đi hoang rơi xuống đêm sâu lãng quên. Thả vào mọi điều vô nghĩa, thả vào mọi điều chưa nói. Em thả muôn phiền, em thả nỗi buồn, em thả cuộc tình gió cuốn. Bất chợt nhìn lại thấy mình đã như lá biếc xanh xe sẽ vàng để cạn kiệt mùa thu. Quả thật là ngẫu hứng đúng không? Tại vì chúng ta không có một cái sự sắp xếp nào cả, cảm xúc mà nên rất là hay. Cảm ơn Nhân rất là nhiều. Rất là đặc biệt khi mà Nhân hay chọn những cái bài hát của các ca sĩ nữ và thể hiện rất thành công. Nếu như mà Nhân hát quái thì chỉ có nhạc của anh Tùng Dương thôi. Nhưng mà Nhân không muốn hát nhạc của anh Tùng Dương, tại vì đối với Nhân thì những cái bản thu âm của anh Dương đã quá, nó đạt đến một cái mức độ ma quái nhất định luôn rồi. Tại vì Nhân có làm lại đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ được như anh. Thì Nhân sẽ nghĩ thêm một cái hướng khác, đó là mình sẽ cover thêm một cái kiểu độc đáo hơn. Đó là những phiên bản của nữ, mình sẽ biến nó thành của nam. Và mình sẽ hát nó với một cái phong thái và những cái sự cảm nhận âm nhạc của Nhân, cũng như là chị Thu Minh, hai chị em đã hợp sức với nhau và tạo nên những cái phiên bản đó. Cho đến bây giờ thì Nhân đã thấy con đường của Nhân chọn khi mà thi như vậy nó đã có một phần gì đó đúng đắn. Tại vì khán giả cũng đã dành cho Nhân rất là nhiều sự mến mộ cho đến bây giờ. Ai là người mà Nhân thần tượng nhất trong âm nhạc từ hồi trước tới giờ? Chắc chắn bất cứ một người nào chơi thân với Nhân cũng biết, đó là Nhân cực kỳ yêu mến và hâm mộ Beyoncé. Đó là người đã làm cho Nhân muốn hát, đã làm cho Nhân tập hát và làm cho Nhân muốn trình diễn và muốn cống hiến tất cả mọi thứ liên quan đến âm nhạc. Lần đầu tiên Nhân coi bộ phim Dream Girl, mới đầu Nhân coi Nhân rất là thích Jennifer Hudson ở ca khúc And I Am Telling You. Nhưng cứ xem đi xem lại thì Nhân đã bị Beyoncé thu phục hoàn toàn ở ca khúc Listen. Và cho đến mãi bây giờ đó là ca khúc mà Nhân thích nhất. Còn ở Việt Nam thì Nhân thần tượng hai người. Đó là chị Thu Minh. Tất nhiên rồi. Và người thứ hai là anh Tùng Dương. Thì mới đầu Nhân không có hâm mộ chị Thu Minh đâu. Và cho đến mãi khi mà Nhân nghe được album Thiên Đàng của chị, thì trong đó có một ca khúc mà Nhân đã lấy để dự thi vòng đối đầu với đối thủ của mình, đó là chị Hoàng Thị Uyên. Đó là ca khúc Ngày Của Tôi của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Thì lúc đó Nhân nghe chị hát á, nhưng không nghĩ là ở Việt Nam có được một giọng ca như vậy. Tại vì chị lên được những nốt cao chót vót nhưng mà chị vẫn gằn giọng được. Đó là một kỹ thuật rất là khó. Và Nhân đã thần tượng chị Minh từ đó đến bây giờ. Rất là hạnh phúc và không thể tưởng tượng được rằng là mình có duyên với chị tới mức độ mà Nhân đã tiếp xúc với chị nửa năm rồi đấy. Cũng đồng nghĩa với việc là cả một ekip của chị Thu Minh đang giúp đỡ Nhân rất là nhiều trong việc bước chân vào âm nhạc. Nhân có bao giờ bị áp lực khi mà làm việc với một cái ekip chuyên nghiệp như thế chưa? Nhân luôn có áp lực. Ví dụ như là công việc thử trang phục khi mà đi dự thi, hay là công việc đi thu âm trước để nghe lại giọng hát của mình, hay là công việc tập luyện, công việc nhớ bài, hay là phải tập phim những nốt nào đó, thì mọi thứ đều rất là căng thẳng. Những cái chuyện gì mà khó khăn á, khi mà mình ngồi lại với nhau thì mình đều giải quyết được hết. Có những lúc căng thẳng đến mức độ mà chị Thu Minh đã phải dùng vũ lực, có dùng vài động tác để đánh yêu Nhân, nhưng mà cũng rất là đau. Để mà răn dạy Nhân, tại vì nhiều khi Nhân tự cho mình cái một cái quyền lợi mà không bất cứ một người nào có thể cho mình cái quyền lợi đó hết. Đó là một cái quyền lợi nghỉ xả hơi. Trong khi mà gần thi thố đến nơi rồi thì quá căng thẳng, nhưng tự cho mình tự nghỉ xả hơi. Vậy là về nhà, bao nhiêu câu phiêu chị thu âm cho Nhân này kia là cứ về cứ nghe một lần rồi bỏ đó, làm sao mà nhớ hết. Tại vì lúc đó Nhân cũng rất rất là căng thẳng, mình rất là áp lực, cứ sau mỗi vòng thi nhưng đều áp lực. Nếu như mà không thành công á thì mình lại áp lực, ôi vòng sau mình làm cái gì để cho người ta nhớ đến mình đây. Hoặc nếu như vòng thi đó thành công á, ôi trời ơi, làm sao mình giữ được phong độ đây. Nói chung là lúc nào Nhân cũng có áp lực hết, nhưng mà lúc nào Nhân cũng phải tự biết cách mình để mà giãn ra. Có bao giờ Nhân nghĩ đến một chuyện là với ekip của chị Thu Minh cũng với những thành công đó, nhưng mà nếu như với mình may mắn nó không mỉm cười với mình không thành công như vậy, thì lúc đó Nhân sẽ dừng cuộc chơi hay là mình sẽ thay đổi một hướng khác trong âm nhạc? Chưa bao giờ sợ bất cứ một điều gì khi mà Nhân làm nghệ thuật cả. Khi mà tham gia một cái ekip với chị Thu Minh như vậy thì đó là một niềm hạnh phúc rất là lớn đối với Nhân. Tại vì Nhân còn rất là trẻ cho nên
nếu như mình không làm thì chẳng bao giờ mình biết là mình có thành công hay là không thành công. Cho nên là mình cứ thử liều mình đi. Nếu như cơ hội này không đến với mình thì mình hãy tìm một cơ hội khác. Những cái bài hát mà Nhân chọn để thể hiện trong thời gian vừa qua ở cuộc thi The Voice á, thì có một cái bài hát mới tinh luôn, chưa có một ca sĩ nào trình bày cả. Đó chính là một cái ca khúc My rất là ấn tượng với cái tên một chữ duy nhất, Đông. Đúng. Không biết là Nhân có điều gì chia sẻ với ca khúc này không? Đây là một ca khúc khi mà Nhân được lắng nghe nó là trên bàn họp của công ty Cát Tiên Sa. Lúc đó chị Nhân đã bí bài quá rồi, tại vì những cái ca khúc Việt Nam mà để hợp với cá tính của Nhân rất là ít. Khi mà chị Phương Uyên mở demo của bài hát này cho chúng Nhân nghe, giọng thu demo chính là tác giả luôn, đó chính là cô em gái của Nhân, Vũ Cát Tường. Và sau khi nghe xong bài hát này, Nhân đã sướng hết trong người. Và Nhân kêu trời ơi, chị để cho em hát bài hát này đi. Ủa thì chị mở cho em hát mà. Và sau khi mà Nhân đã chọn ca khúc này, Nhân đã xin chị Phương Uyên cho Nhân được đứng trên sân khấu cùng với tiếng đàn của Vũ Cát Tường. Và sau đó thì hai anh em đã có tập với nhau rất là nhiều. Và đêm cuối cùng trước khi thi thì Nhân với lại Vũ Cát Tường đã tập với nhau đến 12 giờ khuya. Và lúc đó về là Nhân rã hết cổ họng. Vũ Cát Tường là một tác giả rất là trẻ, và đó là tác phẩm đầu tay mà em đưa lên với công chúng rộng rãi một cách như vậy. Và khi mà hai anh em kết hợp thì rất là muốn có một cái điều gì đó thành công. Rất là vui và rất là phấn khích khi mà Nhân đã được Vũ Cát Tường đồng ý cho Nhân sử dụng ca khúc này. Và đó sẽ là ca khúc độc quyền dành riêng cho Nhân. Còn niềm hạnh phúc nào bằng nữa, đúng không? Với ca khúc này thì Nhân nghĩ khi mà nó đã trở thành độc quyền của mình đó thì mình có sử dụng nó hết mức có thể không? Giống như là lần đầu tiên xuất hiện của The Voice, đúng không? Sau đó rồi còn định ra single hay là quay clip này nọ. Thì Đông sẽ là single sắp tới của Nhân. Wow. Và Nhân sẽ cho ra mắt một mini album. Nhân sẽ bước vào phòng thu cùng với chị Thu Minh. Và chị Thu Minh sẽ song kiếm hợp bích với Nhân ở một bài hát, và tất cả các bạn hãy chờ đợi nha. Và sau khi mùa Tết này xong, Nhân sẽ cho ra MV của ca khúc Đông. Bây giờ thì Nhân đã chuẩn bị được cái kịch bản của cái clip này chưa, hay là chỉ mới bắt đầu thôi? Tuy là còn trẻ nhưng mà Nhân làm việc khá là kỹ càng, cho nên là Nhân cũng đang suy nghĩ và Nhân phải làm một cái gì đó khác hoàn toàn những cái gì mà từ trước đến giờ đã từng xuất hiện trong những MV của Việt Nam. Khó đó. Thật ra đó, nếu mà muốn như vậy thì mình phải đầu tư rất là nhiều về mặt trí óc. Chứ không phải là về mặt tiền bạc không. Đúng. Bây giờ mình có nảy ra một cái suy nghĩ gì, mình bật mí luôn đi, là mình muốn làm cái ca khúc Đông này nó như thế nào? Nhân rất là sợ cái trường hợp nói trước bước hôm qua. Vì vậy Nhân hãy để cho khán giả hãy mong đợi. Còn cái mini album của Nhân thì sao? Định bao giờ mới phát hành? Mini album của Nhân sẽ phát hành vào dịp trước Tết. Trước Tết. Và hiện giờ tất cả các bản beat vẫn đang được phối lại. Trong cái album này thì có bao nhiêu bài hát, và gồm những bài hát của nhạc sĩ nào hả Nhân? Trong album này Nhân sẽ thu âm 4 ca khúc. Trong đó 3 ca khúc là 3 ca khúc đinh của Nhân ở trong The Voice. Và Nhân sẽ bước vào phòng thu cùng với chị Thu Minh. Và hai thầy trò Nhân sẽ song kiếm hợp bích và sẽ thổi bay phòng thu của anh Nguyễn Hải Phong. Và bên cạnh đó chúng Nhân cũng có bonus thêm một bài thu âm chung với lại Thái Trinh để gửi tặng cho mọi người vào dịp xuân này. Cho nên là mới phải ra trước Tết, đúng không? Đúng. Và hình ảnh ở trong cái album này thì Nhân định là nó sẽ như thế nào? Về bìa album và về mặt hình ảnh thì Nhân cũng không muốn làm giống ai cả. Vì vậy Nhân vẫn đang lên những cái concept ở trong đầu của mình, và Nhân sẽ nói lại với những anh photographer. Và nếu mà làm được những cái điều mà Nhân suy nghĩ thì bộ anh sắp tới sẽ là đúng con người của Nhân và đúng cá tính của Nhân. Còn bây giờ thì chắc là Nhân phải gửi tặng cho tất cả các bạn khán giả một ca khúc, và nó là ca khúc Đông. Đông. Nhân rất là sẵn sàng, nói gì chứ hát thì lúc nào Nhân cũng sẵn sàng cả. Thiệt không? Thiệt. Một đám cưới mình mời Nhân hát nha. Đám cưới hả? Thằng này ngu mà cưới vậy. Trời ơi, các bạn thân mến, giỡn một chút thôi. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Đông với tiếng hát của Trúc Nhân nhé. Ngày dài mưa phùn, nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay, ngoài trời khung cửa trắng xóa lối đi,
xa xa một nhánh cây tàn khô. Đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi, tìm trong làn môi nồng ấy như mùa đông còn nắng. Mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm, đến với những nỗi nhớ vẫn vương. Ngày tình đã chết trong mùa đông dài, qua đi cơn yêu đương nồng cháy. Ngày tình đã hết thôi thì bước đi, giờ còn lại gì trong ngày giá buốt nhưng vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lành giá. Wow, không ngờ là cái ca khúc này của một cô gái rất là trẻ, sinh năm 90 mấy thôi đúng không Nhân? Cô ấy tại sao lại có cái cảm giác mà để có thể sáng tác một cái bài hát hay như vậy? Và khi mà Nhân thu âm bài này đó thì hai người có trao đổi nhiều với nhau về cái cảm xúc của bài hát không? Lần đầu tiên Nhân lựa chọn ca khúc này, Nhân hát lên thì Vũ Cát Tường lo lắng khủng khiếp. Tại vì Nhân chưa đủ thời gian để mà ngắm bài. Tại vì chỉ có trong vòng một tuần nữa thôi, Nhân phải ngắm một cái bài hát mà nó có cái độ sâu sắc đến mức độ như vậy. Vậy là Nhân đã hẹn em ra quán cà phê. Em đã nói với Nhân rất là nhiều thứ về cái cảm xúc của bài hát này. Anh phải làm cho khán giả người ta lên xuống như thế này. Và cảm xúc của người ta cũng phải dồi dào, dồi phải cuồn cuộn lên. Rồi những khi Nhân về nhà, Nhân suy nghĩ lại. Why? Tại sao mình lại phải làm giống lời nói của người ta mà mình không làm theo cá tính của mình? Và ngay ngày hôm sau, Nhân gọi điện và cho em một cái hẹn. Và sau khi Nhân hát lại thì em quay qua em nói với Nhân là anh hát một số chỗ mà em muốn buông đàn em nghe anh hát luôn. Và lúc đó thì Vũ Cát Tường rất là vui và Nhân cảm thấy được một cái gì đó hạnh phúc trong mắt của Vũ Cát Tường. Vì hai anh em đã cùng hợp sức với nhau và đã tạo nên một cái thành công nhất định cho ca khúc Đông này. Nói về ca khúc này thì ý nghĩa của nó vẫn là tình yêu, nhưng mà một cái tình yêu rất là đau đớn. Tại vì mình yêu mà mình không biết yêu ai cả, mình rất là cô đơn mà mình đi ra ngoài đường ở trong cái trời đông giá lạnh như vậy. Vũ Cát Tường chưa bao giờ mà phải nếm trải qua những cái hoàn cảnh như vậy, tại vì Nhân cũng đã tâm sự với em rất là nhiều. Và ngay cả bản thân Nhân cũng chưa bao giờ thấy tuyết trắng xóa rồi đôi tình nhân hôn nhau này nọ. Tất cả là đều do mình phải tự tưởng tượng và mình phải tự sáng tạo ra để mà mình làm cho cái bài hát đó nó hoàn hảo. Cái nỗi đau ở trong cái bài hát này nó rất là khắc khoải. Khi mà mình đau, cái nỗi đau nó lớn lên từ từ. Và đó là một cái điều rất là khó khăn cho Trúc Nhân khi mà thể hiện ca khúc này. Thôi thì cái đó mình sẽ nói chuyện với nhau ở tập 2 của chương trình, đó chính là lifestyle và thời trang của Nhân ha. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả cùng lắng nghe tiếp ca khúc Đông với tiếng hát của Trúc Nhân. Ngày dài mưa phùn, nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu đi cơn yêu đương nồng cháy. Ngày tình đã hết thôi thì bước đi, giờ còn lại gì trong ngày giá buốt nhưng vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Ngày tình đã chết trong mùa đông dài, qua đi cơn yêu đương nồng cháy. Còn lại gì trong ngày giá buốt nhưng vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Hey, yeah, hey, yeah. Cảm ơn Nhân rất là nhiều khi mà lần đầu tiên
thể hiện live ca khúc này trong chương trình rất là hay ngày hôm nay, khi mà chúng ta được chia sẻ rất là ngẫu hứng về âm nhạc của Nhân. Trước khi chia tay với tất cả các bạn khán giả thì Nhân còn điều gì muốn nói không? Nhân muốn nói một điều, đó là xin cảm ơn anh pianist Đức Hùng, hay còn gọi là anh Limel, đã giúp đỡ Nhân. Có gì chúng ta sẽ hợp tác tiếp nha. Vâng, và tất cả chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong tập 2 của chương trình với Trúc Nhân. Còn ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với MC Trung Hiếu của Music Plus ạ.